Xin mến chào tất cả các em học sinh tiểu học thân yêu đang đến với kênh Tư liệu tiểu học. Các em ơi, hôm nay trong video nhỏ này sẽ hướng dẫn các em cùng thầy làm các bài tập có trong bài tập phát triển năng lực môn toán lớp 2 của tuần 18 bộ sách giáo khoa mới sách kết nối tri thức với cuộc sống. Nào, thầy cô cùng các em và thầy hãy mở trang 61 ra ở quyển bài tập phát triển năng lực toán 2 của thầy Thảo của nhà xuất bản Sư phạm. Chúng ta cùng nhau làm bài ôn tập để chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ 1 các em nhé. Nào, chúng ta vào tuần 18 ôn tập phần A tái hiện và củng cố. Bài 1 yêu cầu điền số. Ta có 1 ô trống, 2 ô trống, 3 ô trống, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta phải điền vào đây. Ta có điểm 0 đến giữa này là đến đây 100. Ở giữa là 50. Vậy ở đây phải điền là 0. 0 rồi đến đây. Và là 50. Thì đến đây phải là 10. 10 là 1 chục. Rồi đến 2 chục. 2 chục chính là 20. Rồi đến bao nhiêu nhỉ các bạn nhỉ? Đây không, đây là 10. Thì đây là 0. Đây là 2 chục này. Và đây là 2. Mươi mấy này. 25. 26. Vậy là điền đây là 26. Ô tiếp theo. Ở đây là 4 chục. Thì đây là 35. Đây là 34. Vậy điền đây là 34 các em nhé. Tiếp tục ở đây là 50. Thì ở đây phải là 52. Rồi, tiếp tục ở đây là 60. Thì đây là 65. Ta viết là 6 và 5 đơn vị. Tiếp tục ở đây là 70. Ở đây là 80. Trước 80 ở cái điểm nhỏ này là 79. Vậy ta viết ở đây là 79. Các em ở đây là 80 nhé. Đúng không? Thì đây phải là 79. Ở đây là 75, 76, 77. Vậy chỗ này là 79 này, ở đây là 80, 85, 86, 87, rồi đến 90, đúng rồi, chỗ này phải là 87, vậy em ghi vào đây là 87. Ở đây là 100, trước 100 là 99, 98, vậy ô cuối là ta ghi là 98, vậy ta đã điền xong. Cứ sang chuyển sang phần B của thầy, viết số thích hợp và chữ chấm, số liền sau của 79, 79, liền sau của đó 79 đây này, đến chấm sau là 80. Vậy đã điền là 80 các em nhé. Tiếp theo, chúng ta có này. Số liền trước của 52. Số nào rồi đến 52? Đứng trước 52 là bao nhiêu? À, đứng trước 52, đứng ngay cạnh 52 là 51. Ta viết là 51. Số 38 gồm mấy chục, mấy đơn vị? À, số 38 gồm 3 chục. 3 chỉ số chục và 8 đơn vị. 38 viết thành tổng là 30. Và 8, 30 cộng 8 chính là 38. Thầy cùng các em chuyển sang bài số 2. Bài số 2 yêu cầu gì? À, bài số 2 yêu cầu đặt tính rồi tính. Ta có 67 cộng 12, ta viết số hạng 67 trước. 12, ta viết xuống sau, viết dấu cộng. Viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng các em nhé. Sao cho cân đối. Viết cho thầy giáo, 7 cộng 2 bằng 9, viết 9. 6 cộng 1 bằng 7. Viết 7. Ta có 80 trừ 56. Ta viết số bị trừ là 80. 56 xuống sau. Sao cho 6 là số đơn vị thẳng hàng với 0. Viết dấu trừ. Và ta thực hiện trừ từ phải qua trái. Bắt đầu trừ từ đơn vị. 0 không trừ cho 6. Ta lấy 10. 10 trừ 6 bằng 4. Viết 4 nhớ 1. 8 trừ 1 bằng 7. 7 trừ 5 bằng 2. Vậy 80 trừ 56 bằng 24. Ta có tiếp 35 cộng 29. Em viết 35. Em viết 29 xuống dưới sao cho số chục thẳng số chục, số đơn vị thẳng số đơn vị, 9 đơn vị thẳng hàng 5 đơn vị. Ta viết vào cho thầy giáo. Ra, ta thực hiện như sau. 5 cộng 9. 5 cộng 9 bằng bao nhiêu? À, 5 cộng 9 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 3 cộng 5 cộng 2 bằng 5, thêm 1 là 6, em viết 6. Vậy 35 cộng 29 bằng 64. Ta có tiếp. Nào, chúng ta có tiếp nào. Ta có 47 trừ 19, em viết 47. Và em viết 19. 47 trừ 19, thực hiện dấu trừ. Viết vào đây, viết dấu gạch ngang. Ta trừ như sau. Trừ từ đơn vị trừ trước, 7 không trừ cho 9, ta lấy 17. 17 trừ 9 bằng 8. Tại sao thầy giáo lại nói nhanh thế nhỉ? Bởi vì thầy giáo nhớ và quen. Thầy giáo nhớ bảng cộng
trừ qua 10. Viết 8 nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3. 3 trừ 1 bằng 2. Vậy kết quả ở đây bằng 28. Chúng đã làm xong bài số 2. Cùng thầy chuyển sang bài số 3. Bài số 3 yêu cầu trong bến có 4 chiếc xe ô tô. Có thêm 18 chiếc vừa mới vào về bến. Hỏi khi đó trong bến có tất cả bao nhiêu chiếc ô tô? Các bạn chú ý đã có 4 rồi nhá. Bây giờ lại thêm 18 cái nữa. Vậy hỏi có tất cả. Nhớ được là có tất cả. Thì ta thực hiện phép tính. Tính gì các em nhỉ? À, tính cộng. Và có 4 rồi, thêm 18 nữa. Thì ta có phép tính nào? Ta phải nhớ quy trình giải toán. Bước 1, đặt câu hỏi. Bài toán cho biết gì? Bước 2, bài toán hỏi gì? Bước 3, phép tính nào tương ứng? Bước 4, tìm lời giải. Bước 5, trình bày bài giải. Và bước 6 của các em, và xem lại bài giải của em. Vậy đó là cách làm của chúng ta. Các phụ huynh dạy các con như thế, bao giờ cũng phải thể hiện qua các quy trình như thế. Vậy ta có phép tính nào đúng với yêu cầu? Ta có phép tính 4 cộng với 18. Và câu hỏi của chúng ta, khi đó trong bến có tất cả bao nhiêu ô tô? Khi đó trong bến có số tất cả số ô tô là, hay là trong bến có tất cả số ô tô là, đều được nhé. Các em viết làm sao cho ngắn gọn và toán học hơn. Bởi vì lớp 2 chúng ta, các cô giáo đang dạy các em máy móc. Nhưng từ lớp 3 trở đi, các cô sẽ dạy các em bằng cách viết câu trả lời sao cho ngắn gọn, khoa học nhất. Các em chú ý, trong bến có tất cả số ô tô là. Các em lấy 4 là ban đầu đã có. Em thêm 18, thêm 18 nữa là cộng 18 bằng 4 cộng 8 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. Vậy bây giờ trong bến có tất cả 22 chiếc ô tô và chữ chiếc để trong mặc đơn. Sau đó em phải viết lời đáp câu đáp số. Đáp số 2.22 chiếc ô tô. Vậy thông qua bài toán này để tính được tất cả, ta phải lấy số ô tô ban đầu cộng số ô tô đến thêm sẽ ra tất cả bao nhiêu ô tô. Bài toán của chúng ta đã được giải xong. Bài toán của chúng ta đã được giải xong các em nhé. Nào, bây giờ thầy cùng các em chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài tập số 4 yêu cầu như sau. Người ta bảo tô màu vào hình tứ giác trong các hình dưới đây. Chúng ta có 8 hình, đầu tiên ta phải nhận ra đâu là hình tứ giác. Sau đó ta mới tô màu, đúng không? Vậy đây là tứ giác phải không? Không. Đây là tứ giác phải không? Cũng không phải. Đây là tứ giác phải không? Cũng không phải. Đây là tứ giác phải không? Có. Đây là tứ giác phải không? Đúng. Đây là tứ giác phải không? Không, vì có 1 2 3 4 5 6. Không. Đây là tứ giác phải không? Không đúng. Đây là không. Vậy chỉ có hai hình, hình 5 và hình 4 là hình tứ giác, ta phải tô màu. Vậy ta dùng màu để ta tô, các em đồng ý không? Rồi. Các em nhớ cho thầy giáo, hình tứ giác là hình có 4 làm đường gấp khúc khép kín gồm 4 cạnh. Được gấp khúc khép kín của bốn cạnh này. Đây các bạn thấy đã, đây là có bốn cạnh 1 2 3 4 và ta mở tô màu. Thì như thầy thì thầy đang dùng chì màu để thầy tô, vì chì màu nó không hại hỏng vở và quyển vở của chúng ta, nó không bay bay giấy. Và bố mẹ cũng sắm cho các con cái hộp chì màu rẻ thôi, có 10.000, 10k được cái hộp màu chì màu rất đẹp, 10.000 thôi, đẹp lắm. Các bạn khi về khi thi tô màu thì các bạn nhớ là tô ngoài sao cho không nguyên ra ngoài nha. Vậy chúng ta làm xong. Bây giờ thầy cùng các em chuyển sang bài số 5. Bài số 5 yêu cầu gì? À, bài số 5 yêu cầu chúng ta kiểm tra và viết tên 3 điểm thẳng hàng có trong hình. Vậy ở đây ta kiểm tra xem đó có 3 điểm có thẳng hàng không? Nào, bây giờ chúng ta chú ý nhé. Người ta bảo 3 điểm thẳng hàng có trong hình. Bây giờ chúng ta có điểm A, điểm E, điểm P. Ta thử đặt trên đường kẻ và ta kẻ chúng xem nó có nằm trên cùng đường kẻ đường thẳng không. Vậy đúng rồi. Vậy 3 điểm thẳng hàng, ta ghi là 3 điểm thẳng hàng. Trường hợp thứ nhất đó là A E P. A E P là đúng rồi. Trường hợp thứ nhất A E P. Trường hợp thứ hai ta có K C P, vì nó cùng nằm trên đường thẳng. K phẩy này, C này, phẩy này, B, đúng không? Trường hợp thứ ba các con nhìn này, thầy nối nó vào xem nó thẳng hàng nhé. À không được, đúng không? Nó không thẳng hàng. Đây nó không thẳng hàng.
chính xác không thằng hàng hay có nè, ta lấy cái điểm này nhưng điểm K nằm ngoài không được đúng không, ta thử còn gì nữa không nào, à ta thử xem, vậy ba điểm thằng hàng đó, con nhìn điểm P này, điểm này hai điểm thằng hàng với nhau thôi, con nhìn nhé, thì cái điểm P này nó không cùng nằm, thầy phải kẻ cho con nhìn, thầy kẻ cho các bạn nhìn nhé, không nó không thẳng hàng đâu nhé, C và P không và B là không thẳng hàng. Thầy kẻ tiếp theo điểm E và điểm M thì K nằm ngoài, K nằm ngoài nó không được nhé, các bạn không chỉ ra được cho trường hợp đó. Vậy chúng ta thấy rằng ba điểm thẳng hàng đó là A, E, P. Đấy. Thầy xem có điểm nào nữa không? Thầy xem điểm này, ba điểm này vào. A, K. À, ta có xuất hiện một trường hợp này. Đó đấy. Trường hợp này đây. Trường hợp này ba điểm thẳng hàng, nó hỏi ba điểm thẳng hàng nó hơi khó một tí. Đây, ta có một trường hợp này. Các bạn nhìn nhé. A, K, D. À đúng rồi, thêm một trường hợp nữa là có A, K và D là ba điểm thẳng hàng. Có trường hợp nữa không? Thử xem có được không? Không được, đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi, không được. Vậy ta có ba trường hợp ở đây nhé. Bây giờ thầy cùng các em chuyển ra phần tiếp theo. Các bạn có thể tìm ra cái nào nữa không thì các bạn báo với thầy nhé. Phần bài tập sang phần B kết nối. Tô cùng màu vào các quả táo đặt cạnh các phép tính có kết quả bằng nhau. Bây giờ ta có nhẩm cho thầy giáo, sau đó ta mới tô màu. Ta phải nhẩm ra các phép tính này. Các thẻ là các phép tính. 44 cộng 18 tính nhẩm cho thầy nhé. 8 cộng 4 12 viết 2 nhớ 1. 1 cộng 4 bằng 5 thêm 1 bằng 6, cái là bằng 62. Ta có tiếp 89 trừ 29, ta trừ số đơn vị trước, 9 trừ 9 bằng 0, 8 trừ 2 bằng 6, kết quả là bằng 60. 0 trừ 8 không trừ được, ta lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1. 9 trừ 1 bằng 8, 8 trừ 2 bằng 6, vậy kết quả là bằng 62 này. Và bây giờ ta có tiếp 38 cộng 25, 8 cộng 5 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5 thêm bằng 6, kết quả là bằng 63. 75 trừ 38, 5 trừ cho 8, ta lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 7 trừ 1 bằng 6, 6 trừ 3 bằng 3, kết quả là bằng 37. Ta có tiếp 29 cộng 31, 1 cộng 9, 9 cộng 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5 thêm bằng 6, kết quả bằng 60. Ta có 19 cộng 18, 9 cộng 8 bằng 17, viết 7, nhớ 1. 1 cộng 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, kết quả là 37. 72 trừ 9, 2 không trừ cho 9, ta lấy 12, trừ 9 bằng 3, viết 3, nhớ 1. 7 trừ 1 bằng 6, kết quả lại bằng 63. Và bây giờ chúng ta phải sử dụng màu, cùng màu với nhau. Người ta bảo tô cùng màu, vậy thầy sẽ tô cùng màu của các em. Lấy hộp màu ra và chúng ta sẽ lấy màu cùng với nhau để tô. Thầy tô màu xanh với quả bằng 63. Vậy thầy tô vào đây vào màu xanh là nhạt này. Đấy các em nha. Và quả táo xanh này thật là ngon. Nó chưa chín nhưng ăn táo da xanh cũng rất là ngon phải không? Cái này màu 63. Cái này cũng bằng 63. Thì phép tính này thầy cũng tô màu xanh là các con này. Đấy chưa? Tô màu xanh. Rồi, quả táo xanh rất ngon. Tiếp tục, thầy tô màu đỏ có kết quả bằng 62. Vậy quả táo này màu đỏ, nhìn chưa? Do ánh sáng nó vào nên cái bật phần này đậm hơn nha. Tô màu cho thầy giáo quả táo này cũng bằng 62. Màu đỏ các em ăn ngon không? Thầy rất thích ăn táo, nó vừa xôm xốp này, nó ngọt này, nó thơm này, ăn vào nó là bổ dưỡng. Tiếp tục. Thầy tô màu vàng với quả táo có kết quả bằng 37. Vậy quả táo vàng, các bạn có nhìn quả táo màu vàng chưa? Rồi, quả táo vàng vàng, quả táo xinh xinh. Em ăn miếng táo em thấy thật là rung rinh đúng không? Rồi, và tiếp tục thầy lại tô cái quả táo màu tím. Có quả táo màu tím không nhỉ? Ừ có chứ. Thực tế là có quả táo chín tím ra. Đấy, bằng 60. Vậy thầy tô bằng 60 quả táo màu tím nha. Ôi, quả táo màu tím lạ thế. Làm gì có táo màu tím. Nhưng trong hội họa,
trong cách thi của các em. Táo màu tím là chuyện thương đình, đúng không? Vậy chúng ta có kết quả bằng 63. Vậy thì đã tô tất cả các quả táo cùng màu rồi đấy. Chúng ta đã làm xong bài 6. Và bây giờ thầy cùng các em chuyển sang bài tập tiếp theo là bài số 7. Chúng ta cùng nhau làm vào bài số 7 các em nhé. Rồi, thầy cùng các em làm tiếp bài số 7. Bài số 7 yêu cầu gì các em nhỉ? À, bài số 7 yêu cầu chúng ta điền số. Ta có số bị trừ, số trừ và hiệu. Muốn tính hiệu, nếu số bị trừ là 12, số trừ là 7, ta làm thế nào? Ta phải lấy thế nào các em nhỉ? Ta thực hiện 12 trừ 7. 12 trừ 7 bằng mấy? À, 12 trừ đi 7 bằng bằng mấy? Bằng 5. Đúng rồi. Tiếp tục. Ở đây ta có tiếp theo ta có cái này là 13, số trừ 13, hiệu là 8. Vậy muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào? Ta nghĩ xem. Khó đấy. Câu này chúng ta chưa được học. Muốn tìm số bị trừ ta chưa được học phải không? Bài tìm x ta sẽ tìm sao học sau. Vậy ta sẽ lấy 10 lấy 13, lấy 8 cộng 13. 8 cộng 3 bằng 20 bằng 11 bằng 11 viết 1 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. Vậy chỗ này ta điền là 21. Và ta nháp lại 21 trừ 13 đúng bằng 8. Tương tự thế, ô trống cần tìm ở đây là số trừ. Muốn tìm số trừ khi biết số bị trừ là 50, hiệu là 41. Ta làm thế nào? À, ta sẽ làm như sau. Ta lấy 50 trừ đi 41. Mùa không trừ cho 1. Ta lấy 10 trừ 1 bằng 9. Em viết 9 vào đây. Viết 9 nhớ 1. 5 trừ 1 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Vậy ở đây ta có kết quả là 9. Là 9. Câu tiếp theo. Tìm số bị trừ. Giống như câu thứ hai của thứ hai này. Ta phải làm cái nào nhỉ? Ta lấy hiệu cộng với số trừ thì sẽ ra số bị trừ. Ta thực hiện như sau. 8 cộng 5 bằng 13. Viết 3 nhớ 1. 3 cộng 1 bằng 4 thêm 1 bằng 5. Vậy kết quả ở đây là 53. Em đồng ý chưa? Sang bên này cũng vậy. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Tức là nên 29 cộng 5. 9 cộng 5 bằng 14, viết 4, nhớ 1, 2 thêm 1 bằng 3. Vậy kết quả đây ta điền là 34. Em nhé. Vậy chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài 8. Bài 8 có một lưu đồ. Đúng không? Rồi, ta có một lưu đồ này. Ta sẽ làm thế nào? 7 cộng với 8, 6. Ta thực hiện được bao nhiêu ra đây? 7 cộng với 6, 13. Viết 3, nhớ 1. 8 thêm 1, 1, 9. Vậy ta điền là 93. 93 trừ 4, 5. 3 trừ cho 5. Ta lấy 13 trừ 5. Được 8. Viết 8, nhớ 1. 9 trừ 1 bằng 8. 8 trừ đi 4 bằng 4. Vậy kết quả bằng 48. 48 trừ 8. Nghĩ ngay đến số 40. 40 cộng 19. 0 cộng 9 bằng 9. 4 cộng 1 bằng 5. Kết quả bằng 59. 59 cộng 35. 9 cộng 5 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 5 cộng 3 bằng 8. Thêm 1 bằng 9. Tiếp tục. 94 trừ 90. 4 trừ 0 bằng 4. 9 trừ 9 bằng 0. 0 ta không viết nữa. 4 ta cộng với 17 thì bằng 21. Ta viết 21 vào đây. 21 trừ 8. 1 cũng trừ cho 8. Tới 11 trừ 8 bằng 3. Viết 3 nhớ 1. 2 trừ 1 bằng 1. Vậy kết quả là 13. 13 đã trừ đi 6. 13 trừ 6 thì bằng 7. Vậy số cuối cùng ở đây ghi là 7. Các em nhé. Ta vừa làm xong. Bây giờ ta chuyển sang bài 9. Bài 9 yêu cầu gì các em nhỉ? À, bài 9 yêu cầu các em như sau. Nếu đổ đầy nước vào tất cả các vật như hình bên thì được bao nhiêu lít nước? Người ta phải có điều kiện là nếu đổ đầy nước chứ không đổ xuống đây. Cái này là 35. Cái này là 5. Cái này là 3. Trả lời. Có tất cả số lít, số nước là. Có tất cả số nước là. Ta lấy 35. Ta cộng với 5. Rồi ta cộng tiếp với 3. 35 cộng 5 bằng 40. 40 cộng 3 bằng 43. Đơn vị là lít, ta viết bằng con chữ L. Và ta đã xong. Đấy nha. Chúng ta chuyển sang bài 10. Bài 10 yêu cầu như sau. Khoanh vào chữ
đặt trước câu trả lời đúng. Cách cân này, khi cân bàn mà hai về có hai bên đấy, thì ta chú ý bao giờ phải chú ý cái kim. Cái kim nó chỉ vào không, có nghĩa là hai bên bằng nhau. Nhớ cho giáo nhé, kim nó chỉ về không, có nghĩa là hai bên bằng nhau. Rồi, chúng ta chú ý ở đây kim này đánh bằng không này. Nha, ta có đường trắng thì bằng 3 bao gạo. Có nghĩa là một bao đường trắng bằng 3 bao gạo. Một bao gạo thì bằng một quả cân 5 kg. Vậy 1, 2, 3, cái này là 5 kg này. Đây cũng là 5 kg này. 5 kg này. Vậy 5 cộng 5 bằng 10. 10 cộng 5 bằng 15. Vậy bao đường trắng này cân nặng bao nhiêu? Bao đường cân nặng bao nhiêu? Các em sẽ làm như sau. 5 cộng 5 cộng 5 thì bằng 15. Ta có 5 kg, 10 kg, 15 kg và 20 kg. Đáp án nào đúng các em nhỉ? À, đáp án C là đáp án đúng của chúng ta. Ta khoanh vào C các em nhé. Vậy chúng ta làm đúng rồi đấy. Bây giờ chúng ta sang phần C, phần nâng cao, vận dụng và phát triển. Yêu cầu bài 11, điền số. Chúng ta có 3 phần. Ta có 2, 7, 12, 17. Thầy đố các em, nó tăng dần hay nó giảm dần ở câu A? Nó tăng dần. Nó tăng dần thì thử tìm xem quy luật có là gì nhé. 7 trừ 2 bằng 5. 12 trừ 7 bằng 5. 17 trừ 12 bằng 5. Có nghĩa là lấy số trước cộng với 5 thì được số sau. Đúng không? Vậy 17 cộng 5 bằng bao nhiêu? 17 cộng 5 thì bằng bao nhiêu các em nhỉ? Bằng 22. Vậy số cần điền là 22. Tương tự thế, ta có sang câu B. 39, 35, 31, 27. Thì hỏi các em, nó tăng dần hay nó giảm dần? À, nó giảm dần. Vậy chúng ta thử xem số tiếp theo là số nào. Ta tìm nhá. 39 trừ 35 bằng 4. 35 trừ đi 31 bằng 4. 31 trừ đi 27 cũng bằng 4. Vậy số trước giảm đi 4 đơn vị thì sẽ được số sau. 39 trừ 4 bằng 35. 35 trừ 4 bằng 31. 31 trừ 4 bằng 27. 27 trừ 4 bằng bao nhiêu? 27 trừ 4 chính bằng 23. Vậy ta ghi vào đây là 23. Tương tự sang đến câu tiếp theo. Câu C, bài quy luật. 24, 19, 14. Bài này cũng giảm dần đúng không? 24 trừ 19 được 5. 19 trừ đi 14 cũng 19 trừ 5 được 14. Tương tự thế, có nghĩa là số trước trừ đi 5 đơn vị được số sau. Vậy, xứng liền sau của nó, 14 này trừ đi 5 đơn vị thì sẽ được số sau của nó là số 9. 14 trừ 5 bằng 9, điền là 9 các em nhé. Vậy bài học của chúng ta ở đây câu 11 đã xong rồi. Chuyển sang câu 12. Câu 12 yêu cầu chúng ta quan sát hình vẽ, viết số thích hợp vào ô trống. Người ta bảo các em là quan sát hình vẽ rồi các em viết số thích hợp vào ô trống. Ta có phép cộng này, đúng không? Đây là chùm nho rất đẹp. Và yêu cầu các em viết số thích hợp vào ô trống nhé. 3 cộng 3 bằng 6. 3 cộng 3 cũng bằng 6. 3 cộng 3 cũng bằng 6. 3 cộng 3 thì bằng 6. 6 cộng 6 bằng 12. 6 cộng 6 bằng 12. 6 cộng 6 bằng 12. 12 cộng 12 bằng 24. 24, 12 cộng 12 bằng 24. Rồi, 24 cộng 24 thì bằng 48. Nhớ nhá. Đấy, ta làm như thế. Sang phần bên, ta cũng làm như vậy. 7 cộng 8 15, 8 cộng 3 bằng 11, 3 cộng 9 bằng 12. 9 cộng 6 thì bằng 15. Tiếp tục, 15 cộng 11. 15 cộng 11 thì bằng là 26. Viết 26. 11 cộng 12 bằng 23. Viết 23. 12 cộng 15 thì bằng 28. Các em nhá. 27 chứ, xin lỗi 27, 27. 27 cái này là 27 nhá. 26 cộng 23 thì bằng 49. 23 cộng 27, 3 cộng 7 bằng 10 với 0 nhớ 1. 2 cộng 24 thì bằng 5 là 50. 49 cộng 50, 9 cộng 5 trừ 0 bằng 9 bằng 99. Vậy ôn hai điền là 99 các em nhá. Ta sang câu tiếp theo. Đây là phép trừ. Cứ lấy số bên này trừ bên này. 99 trừ 5 5 bằng 44. 55 trừ 27 bằng 28.
Được chưa? 27 trừ 11 thì bằng 16. Được chưa? 11 trừ 6 thì bằng 5. 44 trừ 28, 4 không trừ cho 8, 84 trừ đi 8 thì bằng là 6. Viết 6 nhớ 1, 4 trừ 1 bằng 3, 3 trừ đi 2 bằng 1, kết quả 16. 28 trừ 16, 8 trừ 6 bằng 2, 2 trừ 1 bằng 1 bằng 12, 16 trừ 5 bằng 9, bằng 7, bằng 10, 11, bằng 11, 11 nha, bằng 11. Tiếp tục, 16 trừ 12 bằng 4, 12 trừ 11 bằng 1, 4 trừ 1 thì cái này bằng 3. Vậy chúng ta làm xong của ba chùm nho. Các em có thể tô màu vào các chùm nho này cho đẹp cũng được nha. Và các em ơi, 12 bài tập của bài tập ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra cuối học kỳ 1 của bài tập phát triển năng lực chúng ta đã hoàn thành rồi đấy. Thầy xin chào tất cả các em. Hẹn gặp lại các em ở bài giảng lần sau trong học kỳ 2 các em nhé. Và các em nhớ thầy đã đưa lên bài kiểm tra môn toán lớp 2 cuối học kỳ 1 rồi đấy. Em xem và em có thể làm cùng thầy nhé.